Thống kê từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sau khi cho phép chia nhỏ một số căn hộ thương mại thành nhà ở xã hội, một nửa trong số đó đã được bán hết. Theo báo cáo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số nguồn cung gần 11.400 căn nhà ở xã hội, có một nửa đã được bán hết. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại 19 dự án, trong đó có 7 dự án được chuyển từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và 12 dự án điều chỉnh cơ cấu diện tích. Do đó, tổng nguồn cung nhà ở xã hội đạt gần là 11.400 căn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc chia nhỏ nhà ở thương mại để chuyển sang nhà ở xã hội là phù hợp với nhu cầu thực tế, nhưng đã xuất hiện một số vi phạm khi chuyển đổi. Ví dụ, nhà sai sai thiết kế, chỉ tiêu dân số vào ở thấp, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết với người mua nhà. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm tiêu chí đây phải là những dự án đang xây dựng những dự án đã ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng mua bán với người mua thì chủ đầu tư phải có sự đồng ý của tất cả những khách hàng này